Tuyệt vời, đây là sóng sóng nước. Quay tắt mày. Móc ra. Lại luôn rồi. Hai xin chào anh em, hôm nay ba anh em mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá sông nước nha. Thằng này hốt qua không? Còn thằng sau quay cái mặt coi coi. Thằng sau thằng này là chạy máy. Rồi. Anh em đi theo mình nha. Có ông mình sẽ quay qua không? Còn không có, hồi anh em mình sẽ đi ăn cắp dừa nước của người khác, của người ta. Ok, let's go nha. Cắp mà nhớ kỹ quá bà. Đây buồn dừa nước lúc xưa thằng quỷ là nó chặt hai buồn nè. Giờ không còn buồn nào chứ. Bị chặt cái mắt giống. Lại. Bị chặt cái mắt giống luôn, thiệt buồn dừa nó từng có. Dạ chặt ăn cái mẻ răng luôn nội. Rồi giờ này đem đi. Bắt mày đền đó. Ai hồi mày chặt cái này về rồi bây giờ bè nước tắm lại. Ừ. Ê em ơi, buồn dừa nước khủng à. Hồi chủ nhà xuống bắt đền tiền triệu xíu luôn. Uống được. Ừ vậy đi, quay vậy. Ừ. Ôi tính đâu bà nào bà la đi. Thôi dính rồi đó. Nghe thôi, đó, bị nó khủng rồi đó. Trời, nhiễm vậy. Giọt, let's go. Hết chất thiệt chứ. Bởi vì hồi xe vòng vòng tròn luôn nha. Đây, máy cù le này nó chạy máy đâu biết ra. Được không, đến đây nè. Cái gì vậy? Lũi nghe. Mày chạy gì vô mé không đi. Bãi. Lại mấy cha luôn. Thôi được mẹ tắp vô hết trước đi tính. Má chết luôn rồi. Con này không xong rồi. Đụng má vậy nhớ, đụng mẹ biết chạy máy. Tuyệt vời, đây là sóng nước. Quay. Tắt mày. Móc ra. Lại luôn rồi. Quá đi chung ơi. Ông đi chạy mọc. Rồi đây. Đợi mày, mẹ nước lớn gì vậy? Thôi à, đụng mẹ mày chạy là tao nhảy mé tao đi về luôn đó. Thôi mày đừng có điên mày. Được. Mẹ mày sàn vậy đó, đụng mẹ. Nhẹ nhàng thôi, không được thì dỡ lên. Bóc ra. Bóc ra dỡ xong hơn mẹ có gì đâm vô còn tắt kịp. Lại luôn, từ hồi đau bụng luôn nội. Rồi về rồi sao bơi ra nữa. Trời ơi ông Di. Kêu ông xuống nhảy máy giùm mới về luôn chứ. Ủa cả mày làm tin. Bậy nghe, được không nghe? Lấy gì nước nè. À, lại chủ tịch luôn rồi, im. Từ nghe, đâu. Quất cái gỗ. Tuyệt vời, đây là sóng nước. Quay. Tắt mày. Móc ra. Lại luôn rồi. Quá là đi chung ơi. À, sư phụ. Quá. Chạy không có dụng tròn nữa à. Thằng lâu. Con lại cha luôn. Thôi điện thoại tao mới thay anh chịu máy đó nha, đừng làm chịu máy đó đi. Móc đầu ra. Tao không có tiền hay các bạn đó. Có mà chạy như nãy được. Đây chạy mà bay làm phân tâm tâm lý. Mẹ chạy đó rồi qua vòng tròn luôn à. Từ từ ra. Đây là chủ tịch giả vờ đi lái máy bay thử.
từ từ nha chú tịch. Ủa vậy 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 quẹo ra ông nội tắt mai để trời ơi vậy mập móc kìa nó mày đủ mẹ còn đuổi vô má móc nó là lạ tao đủ mẹ chạy mặt hàng của mày vậy đó ngồi xích lại mày ngồi chìm cái mũi khó chạy không nổi lại luôn rồi mà chặt nhiều nhiều đi chứ thì nằm khi ăn gì ăn cũng không được nữa đây. Bây giờ ăn trắng á nói vậy đâu mày khó thiết gì ấy một buồn nữa đó phải mà khẩm sụ luôn nội mày đang cái chỗ cứ ử đây chị được hai buồn nghe anh em hai buồn nghe cái để ta xuống cái rồi ta lại đền đi chết luôn á cái điếu nào á cái điếu nào thì bắt một khi mà đi đừng tham quá mày đi coi chừng bằng cái lưới ba gan em nhớ không mai tới chín gan là chặt tới chín buồn là chết luôn á chặt nhiều quá cổng sù biết không rồi đây rồi ai phải cái chặt cái buồn đây nó luôn nè cứ giao cầm 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 máy đi đây mình chặt buồn này luôn nha em buồn này thấy nó non hơn là dễ ăn cầm đây cầm đi không có cái tổng thì chết luôn chắc để là chủ kênh nè chủ kênh nè giờ đụng bóp phát biểu bừa bãi mà chút là chìm sùi đó chút nữa úp sùi là thấy đụng nó cha luôn rồi lâu lắm rồi mới có trò này được quá từ hồi mà nghỉ học tới giờ lo đi làm không rồi mấy chú lo đi học không vừa chặt không nghĩ nó ra hồi xong nghĩ nó dưới cái đầu trên có mạnh ra luôn có mạnh ra luôn gì không nữa cái này cái gì chặt thôi đủ nghe còn cái củi lấy đâu nhớ tao mà chặt cái ngàn buồn ăn nhiêu chỗ anh em buồn nhớ cũng đây thôi cho để cái đàng hoàng đây thanh niên kéo tay lần hai lâu quá chặt cái cây chặt cái thảo nó luôn chặt cái tàu cản nó luôn đè nó xuống mày lấy nó ra chặt cái tàu cản nó luôn cũng được đó chặt khúc dưới miệng chặt cứ dài rồi mới cổ chặt 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 dọc dọc cái dao vô cây cái đi mới có 2, 4, 5 buồn gì để coi có cái không đây nè về ăn không được cái mua sữa tính này nhưng mà không như tính đi câu cá mồi ra nè thôi thầy mo đó đừng có nhớ không ai nhớ hả vậy ăn được gì đâu tính ai ăn rồi mình ăn trả số vậy có mà máy tao tăng tiếng nó gì mày máy mua 1 tỷ đó cái xuồng này 500 triệu nè cái máy là 500 triệu nè cái dòng chưa tính là cái dòng là như là 250 triệu phải không ta không để nó mua nè ủa gì à phải là cái sùng 3 tỷ gửi cái máy 4 tỷ nữa 7 tỷ gửi cái dòng tại nửa tỷ 8 tỷ chắc luôn đó thôi giờ anh em mình mới tới nhà rồi anh em giờ mình sẽ tắt nước ra các bạn nha mời các bạn dùng thử ra đây đây là trái cái ruột của dừa nước đây hai bên cái nào cũng như vậy luôn giờ mình sẽ ăn cảm nhận thử cho các bạn xem nha
Đúng ngon các bạn. Ngon mày cát không? Cắn tét hôi luôn. Đúng ngon. Quá ngon các bạn ơi. Vị quá ngọt. Ba thằng đi mà hai buồn nhiều nước anh em. Chặt nhiều đây mà ăn chỉ được có một ăn buồn. Thua. Ngon bận ngon. Ngon quá các bạn ơi. Ngon quá. Cái này hơi cắn chết. Ngon hả? À, ngon. Có không? Đăng kêu, các bạn nào? Ơi, đăng ký kênh giùm mình nha. Con nào đấy luôn. Anh lầy chưa lầy một đâu. Ăn lỗ mũi luôn. Ngon. Ngon không Cúc Vận? Cúc Vận ngon không? Quá ngon. Quá ngon. Thôi chậm đi chú ơi. Đây sao coi. Quá ngon. Có rồi. Nước đúng ngọt luôn. Ôi. Ngọt. Ăn các bạn ơi. Mời các bạn ăn nè. Các bạn ăn đi các bạn ơi. Rớt luôn rồi. Nhiều nước thơm thơm giòn giòn béo béo. Không mùi nước thiệt bột. Chứ nhiều nước thì béo hơn mùi dừa cây. Thèm chả nước miếng không? Thèm chả nước miếng rồi. Rồi rồi. Cái này nó chết luôn. Thèm mà nhớ lấy ông tao thử nghe chứ để chả lùm la đó. Thèm có đâu ăn. Đứng lại cái máy cho người sợ. Thôi rồi ăn không bây giờ. Thôi hả? Dạ. Còn bộ kia nó kìa. Nó chặt nó nhỏ. Chặt nhỏ rồi. Chặt đến heo dấu. Ngu à, dụ sao à. Bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Giúp cho kênh mình đạt 1000 sub các bạn. Quá ngon. Quá ngon ấy mà. Quá ngon. Thôi chào các bạn.